Chiều ngày 19 tháng 12, Công an tỉnh An Giang tổ chức trao thưởng nóng và tặng giấy khen cho những tập thể và cá nhân thuộc Công an thành phố Long Xuyên vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và đăng ký cư trú trên địa bàn. Thời gian qua, Công an thành phố Long Xuyên là một trong những đơn vị dẫn đầu Công an 11 huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm 90 ngày đêm, triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2022 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án số 06 của Chính phủ. Dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen và trao thưởng số tiền 5 triệu đồng cho một tập thể đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Long Xuyên và 3 cá nhân. Qua đó, động viên cán bộ chiến sĩ Công an thành phố tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công an phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc cho biết chỉ trong một ngày, lực lượng Công an phường liên tục phát hiện bắt giữ 4 vụ vận chuyển và cất giấu hàng hóa nhập lậu, tạm giữ trên 1.630 bao thuốc lá và 1.150 kg đường cát nhập lậu. Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng trưa ngày 18 tháng 12 tại khu vực các khóm Vĩnh Đông, Vĩnh Tây 2 và Vĩnh Tây 3 phường Núi Sam, tổ công tác Công an phường Núi Sam phát hiện bắt quả tang Quỳnh Thị Thu Thủy, sinh năm 1983, điều khiển xe mô tô vận chuyển 499 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, Nguyễn Thị Kim Lan, sinh năm 1998, cất giấu 754 bao thuốc lá ngoại nhập lậu và 18 bao đường cát nhập lậu, trọng lượng 650 kg. Mạc Văn Lịnh, sinh năm 1963, cất giấu 380 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Trưa cùng ngày, tại khu vực tổ 8 Vĩnh Tây 3, phường Núi Sam, tổ công tác cũng phát hiện tạm giữ 10 bao đường cát nhập lậu, trọng lượng 500 kg. Công an phường tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang đề nghị các ngành chức năng, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Theo nhận định của Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang, thời gian tới, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, nhất là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Đặc biệt, các phương tiện tham gia giao thông tăng cao luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Do đó, các ban ngành đoàn thể và địa phương triển khai đồng bộ quyết liệt giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với công tác phòng chống tội phạm, cao điểm vào những ngày giáp Tết. Các ngành chức năng và chính quyền địa phương phối hợp kiểm tra, rà soát, tăng cường bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, sửa chữa kịp thời công trình hư hỏng, bổ sung chỉnh trang hệ thống cột tiêu, biển báo, đèn tín hiệu giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại công trình đang thi công và tạm ngừng thi công, hoàn trả mặt đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại trong dịp Tết. Sở Giao thông Vận tải An Giang yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải khách chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đặc biệt quy động tối đa phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp Tết. Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang lưu ý, trong thời điểm trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ phương án phân luồng điều tiết, chống ùn tắc giao thông tại các tuyến giao thông trọng điểm, có lưu lượng phương tiện lớn, nguy cơ cao ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường quản lý siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đoạn ngang. Kiểm tra chặt chẽ, niêm yết giá vé, phương tiện và người lái trước khi xuất bến, kiên quyết không cho xuất bến đối với trường hợp người và phương tiện vi phạm không đủ điều kiện an toàn, tạm đình chỉ kinh doanh đối với phương tiện, doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra xử lý hoạt động lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đổ sai quy định. Hôm qua, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo cùng các chuyên gia khảo cổ Hàn Quốc gồm tiến sĩ Lee jong Tròn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Đà Hành, ông Lee Tegu, Giám đốc Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Lee Song đến khảo sát di tích Hố thờ An Lợi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn. Đây là một trong 11 danh mục công trình địa điểm di tích khảo cổ Văn hóa Óc Eo tại Tri Tôn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục kiểm kê bảo quản. Hố thờ An Lợi là di tích kiến trúc khai quật năm 2000, đã được công nhận di tích cấp tỉnh. Hố sâu 3,2 m, diện tích bề mặt 5,4 x 4,85 m, diện tích mặt đáy hồ 1,2 x 0,98 m. Hiện vật đã khai quật gồm một tượng nữ thần ở tư thế đứng lệch hộn bằng sa thạch mịn, xám xanh, một thỏi gạch nung, một số mảnh gốm óc eo. Hố Thợ An Lợi hiện đang nằm trong phần đất của người dân. Ủy ban dân tỉnh đã thống nhất chủ trương cho huyện Tri Tôn xây dựng thành trung tâm di tích văn hóa Óc Eo tại huyện với diện tích 1.000 m2. Ngoài ra, đoàn các chuyên gia Hàn Quốc cũng tiến hành khảo sát hai địa điểm khác của di tích văn hóa Óc Eo tại huyện Thoại Sơn và Tịnh Biên. Sau chuyến khảo sát, Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Dahan và Joseon Hàn Quốc sẽ làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban quản lý di tích văn hóa Óc Eo để ký kết hợp tác công tác khai quật, xây dựng các công trình và quảng bá nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa, giới thiệu để bạn bè quốc tế biết đến. Tính đến ngày 19 tháng 12, nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang đã thu hoạch được 144.000 ha lúa thu đông, năng suất bình quân đạt 5,9 tấn một ha, đạt 96% diện tích xuống giống. Cùng thời gian, nông dân cũng đã xuống giống gần 90.000 ha vụ đông xuân 2022-2023, đạt 65% kế hoạch xuống giống. Theo dự báo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang, trong tuần hầu hết các ngày có nắng, sáng có sương mù nhẹ, tăng nhanh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ C. Đây là điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây trồng. Tùy theo tình hình thời tiết tại mỗi nơi, bà con có kế hoạch chăm sóc cây trồng tốt hơn, chú ý bệnh đạo ôn lá. Vì vậy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang khuyến cáo đối với lúa mạ, chú ý không để ruộng bị thiếu nước, dễ bị bù lạch tấn công. Nhiệt độ thấp và có gió mạnh, lúa có thể bị giàn chớp lá. Khi lúa bị giàn chớp lá nhưng không phải bị bù lạch hoặc cháy bị lá, bà con nên sử dụng các loại phân bón lá, giúp cứng lá, phân bón gốc, dẫn bón như bình thường. Sau khi thời tiết ấm lên, hiện tượng giàn lá sẽ giảm. Về lịch xuống giống vụ đông xuân đợt 2 từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022 nhằm ngày 18 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 âm lịch. Tùy theo tình hình trầy nâu vào bẫy đàn ở từng địa phương mà có lịch xuống giống cụ thể, nhưng phải tuân thủ lịch xuống giống đồng loạt, tập trung, né rầy và theo khung lịch thời vụ chung của tỉnh. Lưu ý trên cùng một tiểu vùng không để nhiều trà lúa đang xen nhau. Hôm qua tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, môn xe đạp đường trường tiếp tục thi đấu với cự ly 155 km đồng hàng Nam, xuất phát từ thành phố Vĩnh Yên đến thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Đội tuyển xe đạp Nam An Giang có 6 vận động viên tham gia nội dung này. Sau khi thi đấu 3 vòng quanh thành phố Vĩnh Yên, lúc này đoàn đua vào chân đèo Tam Đảo. Đây được xem là đoạn đường thi đấu khắc nghiệt đối với các vận động viên, phải thi đấu với nhiệt độ 10 độ C và phải chinh phục những đoạn dốc cao, nhiều khúc cua là một thách thức không nhỏ cho các cua rợn. Khi còn cách đích 5 km, đoàn đua tách thành nhiều tốp, trong đó tốp đầu có 3 cua rơ của Đồng Tháp, An Giang và Thanh Hóa. Tại đích đến, với thời gian 4 giờ 2 phút 33 giây, cua rơ Nguyễn Quốc Bảo, Đồng Tháp giành huy chương vàng, Lê Ngọc Sơn, An Giang giành huy chương bạc, kém người về đầu 29 giây và Nguyễn Giang Lãm, Thanh Hóa giành huy chương đồng. Ở giải đồng đội Đồng Tháp, An Giang và Đồng Tháp chiếm 3 vị trí cao nhất ở nội dung này. Trước đó, đại diện Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang thưởng nóng các vận động viên xe đạp An Giang 170 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng vượt chỉ tiêu đăng ký huy chương vàng tại đại hội và 70 triệu tương đương với một chiếc huy chương vàng đạt được, nhằm khích lệ tinh thần thi đấu các vận động viên. Ngày hôm nay 20 tháng 12, đoàn thể thao An Giang tiếp tục thi đấu nội dung 100 km đồng hạng nữ và chung kết cử tạ. Đây là những môn thi đấu cuối cùng của đại hội. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ hoạt động của diễn đàn Mekong Startup lần thứ nhất năm 2022 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, chiều nay đã diễn ra diễn đàn Mekong Startup. Tham dự và chủ trì diễn đàn có đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực hiện đại, cùng với đại diện các lãnh đạo các bộ ngành trung ương và lãnh đạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Về tỉnh An Giang có ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tham dự. Diễn đàn Mekong Startup lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp được diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp. Diễn đàn Mekong Startup lần thứ nhất thảo luận các vấn đề về cơ hội, thách thức xoay quanh các chuỗi ngành hàng trọng điểm và toàn ngành nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu chính của diễn đàn hướng tới là huy động mọi nguồn lực để phát triển nền nông nghiệp bền vững, đổi mới sáng tạo, đảm bảo hài hòa các lợi thế tự nhiên và tạo nên những dấu ấn riêng. Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, thời gian qua, ngành nông nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Từ quốc gia chủ yếu nhập khẩu hàng triệu tấn lương thực mỗi năm trở thành nước xuất khẩu nông sản top đầu thế giới, các mặt hàng nông sản có mặt tại hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, xuất khẩu nông sản dự kiến chạm mốc 50 tỷ đô la Mỹ, cho thấy lúa gạo, thủy hải sản và trái cây là lợi thế quốc gia. Thứ trưởng Thanh Nam nhấn mạnh, đồng bằng sông Cửu Long là một trong 7 vùng kinh tế của cả nước, có nhiều tiềm năng. Nơi đây đóng góp 50% sản lượng lúa, 95% sản lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản nuôi trồng, 60% sản lượng cá xuất khẩu và gần 70% sản lượng trái cây của cả nước. Tại diễn đàn, các đại biểu được nghe các bài tham luận về đề án khởi nghiệp, phương pháp đầu tư công nghệ hiện đại để có thể sản xuất đồng loạt, tạo ra được các sản phẩm chất lượng cao, xử lý tốt các phụ phẩm từ lúa gạo, thủy hải sản, trái cây tại đồng bằng sông Cửu Long. Đó sẽ là tài nguyên khổng lồ, gia tăng doanh thu cho ngành, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã biểu dương ngành nông nghiệp thời gian qua đã chủ động sáng tạo, tích cực phối hợp với các bộ ngành và địa phương, quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất đạt được thành quả to lớn. Tại diễn đàn, các đại biểu cũng kiến nghị các bộ ngành trung ương cần tạo cơ chế chính sách cho kinh tế tư nhân, vốn quốc tế tham gia vào thực hiện phát triển kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới, khuyến khích người dân phát triển công nghệ gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao hiệu quả tăng trưởng, phát triển kinh tế tuần hoàn giúp giảm thiểu các chất gây hiệu ứng nhà kính, giảm phát thải ra môi trường. Dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức công bố cam kết giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long, công bố nội dung xây dựng Đồng Tháp thành trung tâm giảm phát thải trong khu vực. Sáng nay, ngày 20 tháng 12, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Văn Nương tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, với tinh thần chủ động quyết tâm cao bám sát hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo của Ban thường vụ Thường trực tỉnh ủy, toàn ngành tuyên giáo An Giang đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định về tư tưởng chính trị của cán bộ đảng viên và sự đồng thuận trong nhân dân. Hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tham mưu, giúp các cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Công tác kiểm tra được chú trọng, qua công tác kiểm tra, phát hiện nhắc nhở kịp thời những hạn chế, phát hiện những mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn chướng mắc của cơ sở. Năm 2023, tình hình thế giới và khu vực dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, cũng là năm các ngành các cấp tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trong bối cảnh nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen. Phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, toàn ngành tuyên giáo tỉnh An Giang quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Văn Dừng ghi nhận kết quả và đánh giá cao sự đóng góp của ngành tuyên giáo tỉnh An Giang đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị khái quát cho năm 2023 đi vào cụ thể thì cái thứ nhất là phải xác định rõ cái giải pháp thực hiện tốt những cái nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023. Cái này là tôi tin tưởng là coi như là Ban tuyên giáo sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ theo cái chỉ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương, cũng như các cái chỉ thị sơ tổng kết và triển khai và tham mưu cho Thường trực tỉnh ủy. Còn cấp huyện, thị xã, thành phố thì tôi nghĩ các đồng chí cũng sẽ hoàn thành tốt, làm tham mưu tốt cho cấp ủy. Vai trò của Ban tuyên giáo ở địa phương, nhìn sơ qua thì các đồng chí trưởng Ban tuyên giáo, lãnh đạo Ban tuyên giáo các địa phương là đa số các đồng chí đều có kinh nghiệm, lâu năm hết, đều có kinh nghiệm hết. Thì tôi nghĩ với cái tinh thần này thì chắc đồng chí sẽ hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ. Và cũng nên quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc nghiên cứu học tập quán triệt các cái chỉ thị nghị quyết, các cái kết luận, tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát. Cái thứ hai, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền tạo không khí phấn khởi để cho các ngày kỷ niệm rồi mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Đây là những cái công việc mà có thể nói là thường xuyên, xin nhắc lại thôi. Và công tác chống dịch, tiếp tục công tác phòng chống dịch không lơ là. Cái thứ ba là ngành tuyên giáo cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cái kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa 8 gắn với thực hiện kết luận 21 về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong hệ thống chính trị. Cái chủ đề năm 2023 là xây dựng văn hóa con người An Giang theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị số 20 ngày 18 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư và kế hoạch số 63 ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng. Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy khen thưởng 7 tập thể đạt thành tích trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo năm 2022, thành tích trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo năm 2022. với chủ đề thúc đẩy liên kết và hợp tác, tiếp sức hỗ trợ nông dân phục hồi phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân năm 2022. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hội nông dân các huyện, thị xã, thành phố và 200 hội viên nông dân tiêu biểu là các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tổ hợp tác xã, hội quán trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho rằng đây là lần đầu tiên Hội Nông dân tỉnh tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nông dân. Có thể xem là mô hình họp mặt truyền thống hàng năm, là cầu nối hiệu quả thiết thực để lãnh đạo tỉnh lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, phản ánh kiến nghị, những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp và đời sống vật chất tinh thần của nông dân trên địa bàn tỉnh. Từ đó, lãnh đạo tỉnh có những chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong triển khai các chủ trương chính sách đến với nông dân, tiếp cận nhanh, kịp thời, an tâm sản xuất. Vì vậy, đề nghị hội viên nông dân mạnh dạn, cởi mở, nêu lên các thắc mắc, tâm tư nguyện vọng của mình. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu sau buổi đối thoại, các sở ban ngành, Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi để giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến của hội viên nông dân, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị chủ động tham mưu với Ủy ban dân tỉnh các giải pháp để triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đáp ứng nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của nông dân. Với những kiến nghị vượt thẩm quyền, Ủy ban dân tỉnh sẽ kiến nghị lên cơ quan trung ương giải quyết. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố hàng năm tổ chức đối thoại với nông dân, kịp thời tiếp cận ý kiến, kiến nghị của nông dân để xây dựng chính sách pháp luật, cung cấp phổ biến chính sách pháp luật với nông dân, giải đáp vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân. Đề nghị hội nông dân các cấp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiềm năng thế mạnh của nông dân, giáo dục bồi đắp các hội viên nông dân truyền thống cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của người nông dân, nhất là khát vọng vươn lên làm giàu, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân.